Đây là Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang, người sở hữu hai tuyệt chiêu Hàn Long Thập Bát Trưởng và Đả Cầu Bổng Pháp. Ngày hôm nay, Hồng Thất Công sẽ dạy cho Na Tra chiêu Đả Cầu Bổng Pháp với cây gậy này. Chiêu Đả Cầu Bổng Pháp có nghĩa là dùng gậy đánh chó. Ngươi hãy lấy cây gậy và đánh vào đầu những con chó này cho ta. Tốt, ngươi đã học thành tài rồi đó. Giờ thực chiến đi. Múc con chó đó đi. Ông giỡn mặt với tôi hả? Con chó này ông có đánh lại nó không? Mà bảo tôi đánh nó. Thế mày chưa biết là đề thi lúc nào cũng khó hơn bài học ở trên lớp à? Đây là gậy như ý. Nó có thể dài ngắn, to nhỏ theo ý của ta. Ồ, dài thật đấy. Dài hơn nữa nào. Ngọc Hoàng, ngài bị sao thế ạ? Ôi, cái mông của ta. Biết Ngô Không chơi xỏ mình nên Ngọc Hoàng đã bán cho Ngô Không chức Bạch Mã Ôn. Chức vụ này có nghĩa là chăn dắt bầy ngựa cho thiên đình. Bạch Mã Ôn là chức quan nhỏ bé, sao ngài lại vui quá vậy? Chức quan nhỏ nhưng có tiềm năng lớn. Với chức quan này, ta sẽ giàu nhất thiên đình. Một tháng sau, bẩm đại tỷ phú, doanh thu hôm nay cao lắm ạ. Tốt lắm. Từ ngày ngài mở trường đua ngựa này ra, tưởng trên thiên đình thua cả đồ nhiều lắm ạ. Ủa, không có công tắc bật đèn sao? Thấy nó chớp chớp mà. Cây nhỏ mà nặng phết, nhưng không bằng của mình. Hãy xem thuật triệu hồi của ta đây. Thuật triệu hồi của Naruto. Sao toàn ba rô ba cơ ba bất thế này? Naruto cũng là một thằng nghiền cơ bạc à? Bụp bụp. Ha ha ha, thằng gà. Triệu hồi được mỗi hai con góc ghẻ thì làm gì được ta? Sau đó, ta hiện tế hai con cóc để triệu hồi phù thủy áo đen. Lộn truyền rồi mà. Phù thủy áo đen là ở trong truyền vua trò chơi mà. Học hành bao năm, chữ vẫn xấu như gà bới. Chẳng tạ thì sai lên sai xuống, còn không viết hoa đầu dòng. Con én đinh đồn này, bảo mày viết hoa đầu dòng là viết chữ cái in hoa, chứ có phải là viết chữ hoa đâu cấu đâu. Đồ ngu, đồ ăn hại. Đến lúc phá án rồi, phải gây mê chủ Mori thôi. Thôi xong rồi, chú ấy đập đầu xuống đất, chết mất tiêu rồi. Cậu đã bị bắt vì tội giết người. Mà à quái lùa,